Anh xin chào các bạn. Và bây giờ tình hình ở Hàn Quốc đang rất là khẩn cấp, cho nên hôm nay á mình phải đi ra chợ sớm thôi để mà mình mua một ít đồ mà dự trữ lỡ sau này có bị cái tình huống khẩn cấp nào đó. Và đặc biệt là mình phải đi mua thêm khẩu trang y tế với nước rửa tay nữa, tại vì bây giờ Hàn Quốc đang nhiễm đến hơn 300 người nhiễm bệnh luôn các bạn, và đặc biệt ở Busan của mình á vừa có một người chết. Cho nên á là bây giờ mình phải bảo vệ cái sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Và hôm nay thì mình cũng muốn cho các bạn xem là ở Busan tụi mình á đi chợ như thế nào vào cái mùa dịch này nha. Ok, let's go. Bây giờ trước khi đi thì phải đó, chị cô vào bên trong cái giỏ này để mà chở nó qua nhà bạn gửi. Ok, bỏ qua xong rồi. Bây giờ đi thôi. Các bạn cũng đừng quên một việc cũng rất là quan trọng, đó chính là đeo khẩu trang khi ra ngoài đường nha. Vẫn lại là chiếc SH của nhà mình đây. Hôm nay mình sẽ lấy nó đi qua nhà bạn mình thôi. Chứ mà đi ra chợ đi bằng cái xe này thì hơi xa với hơi lạnh. Đấy, giữ chó nhà tao. Phơi lao phơi xào chớ phơi bờ rào, tao rạch mặt ra này. Các bạn ơi, hôm nay là mình muốn cầm cái túi đi cho nó lố, nhưng mà chúng nó không cho, chúng nó kiểu này lố quá. Vớ bẩn cái này tao mua được hết nguyên cái chợ đấy con điên à. Cậu đang làm gì? Mình đang đọc sách, tại bây giờ người ta nói rằng là kiến thức là sức mạnh của chúng. Với lại trong cái đại dịch corona như thế này á, cái tri thức rất là quan trọng để mình có thể trang bị để bảo vệ cái bản thân mình, đúng không? Thích gì vậy? Sách thiết kế nội thất. Mình thích gì mình đọc thôi, hỏi nhiều chí. Bây giờ tụi mình sẽ đi vào, nhưng mà mặc dù là tụi mình, nhưng các bạn thấy là người này là rất là nhiều các bạn. Có vẫn nhiều người người ta không đeo khẩu trang, các bạn thấy không? Cũng như là có nhiều người già đây, người ta chưa ý thức được cái bệnh đó đấy, cho nên là người ta không có quan tâm nhiều. Nhưng mà cũng tại vì chính một người già ở Daegu các bạn đã lây nhiễm cho toàn bộ Daegu, mà Daegu thì gần Busan tụi mình á, cho nên á là Busan hôm qua có người chết rồi. Thôi bây giờ thì mình cứ đi vào đi chợ chứ đi kệ người ta. Cái gì vậy? Ăn gà không cậu ơi? Gà đây này. Đây là gà. Đây là gà. Con đi. Gà ở chỗ kia rẻ hơn á. Vậy à? Thôi đi ra chỗ. Còn được cơ bị sữa. Làm con đi. Ui, làm con không? Có lên không ta? Làm con nhịn ăn con nhé. Cái thịt tari đó mới 500 won thấy không? Cái đó mới 1 ký 5.000 đấy, chắc mày mua thịt tari đấy. Thịt tari nha. Tari thịt tari. Thôi thịt đi, mình nghèo. Quay được không? Bán tiếng Hàn ghê không? Bán tiếng Hàn ghê không?
Chắc đi cho cái khăn đó, khăn về chủ đích. Bây giờ mình sẽ thanh toán bằng cái này để xịt đầu. Ôi nhiều vậy. Còn gà nữa. Cái đó là cái gì vậy? Gà. Mè á. Cậu cũng nhiều ha, nếu vào cái đấy mà. Cái bạn này chắc chắn biết thanh toán bằng cái điện thoại thôi. Cậu có không? Phải có ớt không? Hình như không có. Ớt khéo. Hết xài được cái máy rồi. Bây giờ tụi mình đã đi chợ xong rồi nha. Và bây giờ tụi mình sẽ ra Daiso để coi coi ở đâu có bán khẩu trang với mấy cái nước rửa tay không ạ. Và bây giờ mình đã về nhà, mình để cái đống thịt mấy mười mấy ký luôn đó các bạn, để vô nhà. Và bây giờ thì mình sẽ lấy chiếc xe SH của mình như thế này này để hết. Mình sẽ đi ra Daiso để mình coi ở ngoài đó có bán mặt nạ với nước rửa tay không. Tụi mày có con chó cho đừng cho nó ăn dâu.
Con đi vô đi con. Wow. Cái nhà để bỏ bớt đồ ở đây á, thì vô tình thấy cái Aladdin nó gửi hàng về hình như là album, chắc là album của BTS á. Tại vì lần trước mình mới đọc vào nghĩa thứ ba nó mới tới lần, mọi người mới đến sớm như vậy. Cho nên là mình sẽ post cái này tí nữa với các bạn. Các bạn chờ mình đi đai xuống xong đã nha. Các bạn ơi, vậy là Daiso gần nhà mình cũng hết khẩu trang rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra cái siêu thị gần nhà, một cái gọi là sao ta, trung tâm thương mại gần nhà mình đó, nhưng mà mình nghĩ cũng hết thôi à. Chứ mà bây giờ đi mua mấy này rất là khó các bạn. Mình đem được cái túi để mặc được đống khẩu trang, nhưng mà ở đó có ghi là chỉ bán cho mỗi người được 3 cái thôi. Mình đã tới được cái trung tâm thương mại ngay lần trước trường mình, để vào đó xăng nè, coi có khẩu trang hay không. Thì các bạn cũng biết rồi đó, Hàn Quốc mặc dù khá là an toàn, nhưng mà mấy thằng ăn trộm cắp á vẫn còn thảnh thơi lắm. Cho nên là các bạn có đi xe đạp xe máy hay gì, các bạn nhớ khóa lại nha, rồi thì các bạn mới biết đi đâu được. Thì trước mỗi cái siêu thị á, thường thì mình sẽ để cái chai nước rửa tay đây cho các bạn nha. Mới hôm qua mình còn thấy đây bán quá trời nước rửa tay nhỏ nhỏ luôn các bạn, mà bây giờ bán hết trơn rồi. Ở đây cũng có bán nước rửa tay nè các bạn, nhưng mà một chai 500ml như vậy đứng tận 10.000 won, mắc quá trời mắc luôn á. Mặc dù là khẩu trang này chắc không mua được rồi, nên là mình sẽ mua mấy thứ linh tinh như là đồ ăn thường ngày chẳng hạn, trứng đi. Ở đây cũng bán mấy cái loại cơm nấu sẵn, cơm chiên các bạn. Thì hồi đó mình sẽ mua mấy cái loại này để ăn cho nó lẻ. Thì một gói như vậy khoảng 1.500. Bình thường nếu không đi chợ thì mình hay mua thịt ở đây, tại vì cái siêu thị này gần nhà, và mình chỉ canh lúc mà nó giảm giá, nó sale thì mình mới mua thôi. Còn hôm nay nó không có sale cái gì luôn nè. Rồi đó, cho nên thôi dẹp đi. Cũng hay là đi chợ rồi á. Người ta bảo là ăn vitamin C á thì sẽ giúp cho các bạn có sức đề kháng tốt hơn với virus. Cho nên mình sẽ thế nào để ta đây đi, cái khu này như là cái khu bán đồ chuyên giảm giá đó các bạn, đến tận 50% luôn nè. Phía đây có khẩu trang ta, là có. Ê, cái hộp này như là khẩu trang nè. Cái này cái gì vậy? Hình như là băng vệ sinh nữa. Phải không vệ sinh không ta? Thôi kìa quá. Lộn rồi. Xin chào bạn, mình tới để giao album cho bạn này. Hả bác? Quá rồi á? Chứ sao? Ôi. Trời ơi. Được rồi. Thôi xe cậu tí cậu tự vào. Con mất dạy này, mày ngồi mày ấy. Bố mẹ mày. Bây giờ thì mình đã được về nhà rồi các bạn. Đây không phải nhà mình, nhà của một con nhỏ Emmy. Thì á, các bạn à, ở Hàn Quốc bây giờ thật sự là cái bệnh này rất nguy hiểm. Này im mồm, người ta quay vlog này mẹ mày. Im mồm nhá. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho mất tiền mua. Em ơi, thì các bạn biết đó, ở Hàn Quốc á bây giờ rất là nguy hiểm, nhưng mà kiểu như là bên này người Hàn Quốc người ta rất là đùm bọc lẫn nhau, nghĩa là một con ngựa đâu mà cả tàu bỏ con ngựa. Cho nên là các bạn phải bảo vệ bản thân các bạn nha. Và nếu các bạn thấy nếu mà bị những cái triệu chứng như là sốt, hoặc là bị ho liên tục, hoặc là có dấu hiệu gì đó bất thường á, thì mình nghĩ các bạn vẫn nên ra bệnh viện khám. Bởi vì sao, mình đã hỏi một cái anh người Hàn rồi, cái này thì không có xác thực lắm nha các bạn. Mệt quá. Anh có nói là nếu mà các bạn lỡ có bị bệnh á, thì đây là do vấn đề vì tai nạn, đây là kiểu như một loại thiên tai đó, cho nên là nhà nước chi cấp, người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn cái tiền mà các bạn đi khám bệnh, chứ các bạn không cần phải lo lắm về cái tiền viện phí nha. Ok, và nói chung á là Hàn Quốc bây giờ nó trở thành một cái ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc rồi các bạn. Mình cũng rất là sợ chứ, nhưng mà
biết sao được, nhưng mà lỡ mình nếu bây giờ về Việt Nam á thì sợ sau này quay lại Hàn Quốc cũng rất là khó. Và đặc biệt nữa là có lẽ là sau này không biết nó sẽ còn lây nhiễm nhiều ở Hàn Quốc nữa, cho nên các bạn phải cẩn thận thiệt kỹ vào, và đặc biệt các bạn nhớ mua khẩu trang để mà các bạn dự phòng, và nhớ rửa tay trước khi ăn uống hay ra ngoài đường hay là đi về nhà gì đó, các bạn phải rửa tay hết nha. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà mình unbox cái album của BTS đây. Các bạn nếu các bạn Amy đang vẫn còn đang theo dõi vlog này thì các bạn có thể ở lại xem tí xíu nữa nha. Rồi tất cả các đồng chí im mồm cho mình unbox nha. Nhà các bạn hôm nay thì mình sẽ unbox. Tụi mày đưa ra con dao. Thôi kệ, lỡ rồi. Đấy. Wow các bạn ơi, cứ như là unbox mà hàng mà luxury, hàng cao cấp các bạn, ghê không? Này, đầu tiên là một cái gì đó bé bé xinh xinh. Một cái thẻ xanh này các bạn. Đáng vô, vừa này các bạn, vừa cái thẻ tàu nha. Rất là xịn nhau, giờ cái này đeo cổ hả? Rồi qua cái này nha. Nhiều hộp quá, đây là cái poster này. Poster này, cái poster gì đây? Xem vơ mấy. Wow. Ôi, vơ này mình thích. Tiếp nè. Ôi trời, các bạn nên nghĩ đây là một hộp tào lao này. Wow, rất nhiều vậy. Ta-da! Cái album cũ, cái album mới, rất là bự luôn các bạn ơi. Và cái này mắc tiền hơn cái này đúng không? Hồi đó cái này khoảng là 15, cái này 19 à. Đắt hơn nhiều mình. Đắt hơn nhiều chứ, chứ mà đắt hơn 19 nè. Ui, ta thấy cái tiếng kịch này, Ui. Ôi, nó thấy là hay ghê đấy. Nhìn này. Trong cái ngăn có một cái ngăn kiểu như vậy, trong cái hộp có cái hộp á, hiểu không? Ui, giời ơi đẹp quá. Cái hộp này rất là xịn sò luôn đó mọi người. Nhưng mà mình thấy cái postcard đây này. Từ. Postcard đây ha. Postcard hay là bit hit đây? Tào lao thì có chứ, là mình tưởng cái postcard. Vớ vẩn lại cái này nữa. Quẹt cái scan này sẽ bạn được cái gì đó, mình không biết. Qua nha. Tao sợ tao bấm đùng cái thấy cái postcard chứ. Trời ơi, tao thấy rồi, ai đó rồi. Tao thấy ai đó rồi. Chứ không phải là... Thì biết là chả có là... Vi rồi, không phải là Vi đâu. Nhiên... Ủa, 1, 2, 3, úp xuống. Không ai được thấy hết. Rồi, đây là một cái dễ thương ghê. Này. Ô, vơ 4 à? Không biết vơ mấy hết. Đây là vơ 1 mà. Đằng sau đây có một rất nhiều cái sticker để cho các bạn nè. Các bạn ấy luôn nè, thấy không? Mở khép. Ui, một đống cái kiểu mà cái gì là poster mà loại cổ vừa đấy các bạn, lớn hơn A4 một tí xíu. A3. Mình nghĩ như vậy, thay vì người ta làm mấy quyển photobook thì người ta nên làm như thế này nha. Tại vì các bạn thích dán thế nào các bạn dán. Ủa, này là cái gì đó? Xin lỗi, lộn rồi. Chú chuyên nghiệp quá. Kiểu như á, là nó làm một quyển photobook, hiểu không? Nhưng mà nó không có đóng lại ở giữa, để cho mình có thể lấy từng trang mình thích dán, cái nào mình dán, mình cắt, cái nào mình cắt. Mình nghĩ cách này làm rất là thông minh, công nhận không? Chứ là những cái kiểu kia phải ngồi cắt, mình sách ra, lòi cái mồm ra đấy. Các bạn muốn về dán tường, dán nhà đó, các bạn dán ha. Cái CD. Nhưng mà cái thiết kế cái số 7 này, tao biết là 7 thành viên, nhưng mà nhìn nó... Nó nhiều ý nghĩa lắm đó. Không, mình không thấy nghệ thuật tí nào hết đó. Các bạn lần sau thế nào? Kẹt hen. Cái kẹt hen. Cạc ai đây? Không sao, là ai cũng được. Nhưng đừng là Vi, tại vì Vi cậu sẽ nấy mất. Ôi, mày phải công nhận đi. Tóc trắng vậy không phải là Vi rồi. Áo trắng đó. Không biết lấy đàn lông đó cậu. Lông á. Tại vì cái vơ này nó là thiên nga đó, thiên nga trắng. Ai đây? Đen đồ đen mà dài như vậy là Vi. Dài nó đi em, dài lên. Anh rất là thích dài lên đi đó. Không được, cái này nâu là không phải Vi đen xì Suga. À. Say ho. Vi. Vi. Nhìn mắt. À, Vi rồi. Vi rồi. Yeah. Các bạn, đây là Vi nha. Cái cạc này thuộc về mình. Ta vỗ tay các bạn ơi, vỗ tay nào. Đủ quá, mày cắn tao.
Bỏ tay. Tôi bảo là trả trang đi á. Ừ, thôi đi về thôi. Xin chào các bạn nha, và vlog ngày hôm nay là mày quay khúc cuối chưa? Rồi, xin chào các bạn nha, và vlog ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Rồi ta đi về. Buồn lắm.